សូមស្វាគមន៍ស្ត្រីមេផ្ទះគ្រប់រូបជួបជាមួយនាងខ្ញុំសាជាថ្មីជាមួយវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើម្ហូបថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើម្ហូបម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាវិធីធ្វើជ្រក់ជើងមាន់ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់វិធីធ្វើជ្រក់ជើងមាន់ដែលមានគ្រឿងផ្សំដូចជាជើងមាន់កាត់ក្រចកចេញកាត់ជាពីរទឹកស្ករសម្រាប់ត្រាំជើងមាន់គល់ស្លឹកគ្រៃកាត់វែងល្មមហើយដុំនិងខ្ញីហាន់ស្
lực rồi sáy tôm xó nhảy nâng rồi chim à hắn ở đà sàng là mồm rước hàn tám chấm nóng chấm nâu chật ra bò nè tật trấy ẩm bẩn có xó, tật khmer, rứt tật cửa chim à. Chân này ấy vì thị xác nâng cà thơ vĩnh, mình được chía, muối, dột chương mốt đạt ngào chì mùi cô sạc rấy, nâng nháy, đá ẩm bớt, nâng tật chố, rung ngót chào bỏ hai chìa pram nị tí, rụi sọc đạt nâng tật có, tâm tốt chào bỏ hai chìa mập hình nị tí. Pí, dột chân là mồm đạt tật trấy, ẩm bớt, có xó, tật khmer, tật rung ngót ở bù bấy, trong trường món phí tật có, dốc tật đạc bảo ốc rước rõ ló, tạm chùm nông chật rõ bò nẻ, rồi đạc cô sẽ lạc gây, mà tế sở sẽ lạc rụt sáy tâm xó, nhảy, nâng cổ chăm à chỗ khả hai chát tật cửa, tay rùm ngò hai chỗ, cổp tốt chào rõ dạp về mùi thường ngày, chăm dốc một tự tù tiến, tập chánh cho chật sọc khả nìa lõ, chìa cá sạch. Cô lấy một mươi vị thị xa mà giang tiền này với nụ cứ rộp biếp ngào mà rẻ ở chân anh. Rộp biếp ngào mà rẻ ở chân anh, đai miếng cường xòm được chía, sạch chụp trên tràm ở mốt, bằng kia bộ ở sát, dốc bằng kia tội tội lùm mồm. Bằng kia kriếm, mà rẻ cạch chì cống, rồi dốc snow crop chân, tâm trên tràm ở mốt, tật trấy, sko xó, mà xài xốp, ẩm bẩn, mà rạch lật tấm, sạch chì bàn xùi. Chân này ấy vì thị xác nâng cà thơ vĩnh, mình được chía, dốc sách đại trình trám, hay dốc lia chì muối, tật trấy, sko xó, mà xài xốp, ẩm bẩn, mà rích, tâm xó trình trám, bằng kia kriếm, nâng bằng kia, ba bằng kia vền phía, ai cách chị đậm đóm, đậm bấy nghị sửa nhọt châu nông mà rè. Rồi hai trò bò vì ở châu chịt, bần tốt một dục mà rè, đại dương màn chì cà cọp chân hái, một nhọt sạch đại dương lì kriếng, hơi đã châu, bà bóng ồn mình châu chết, là bình phía, ai chốt mà rẽ, từ sớt chân hơi, chăm nhốt một nhuột của bàn đài. Đã đâm thực ở phú, rồi đã thực trấy, sko xó, mà xài xốp, từ đã mà rẽ châu, tốt ở phú mà đoàn tiết, rồi lúc mưa ở lầm mốt, tạm cá châu chết ra bò nẹ. Tốt ở chân sạch lò hơi, từ lớp chánh, đã sạch tấm, nâng chi văn sư chỗ, rồi chỉ cá sạch. Xong bóng vai rộng bụng mai bóng ổn, cổ lấy một mưa rượu biệt phứ, lia sạch cổ bình mặt đó. Đại miếng cường xong được chía, sạch cổ, chốt sạch phối, hắn chia bằng tè sàng sàng. Cổ chứ má, chất xong bọ chân tịch sấn, chăm trọc bạch dược tức, công ái việc hạt xong bọ cổ. Mà tế phạc vào cổ hôm khiếu, hắn chia sơ sai. Cô sạch gửi, hắn sàng sàng, xong đại cúa, sạch chi cổ mốt. Xong đại đấy, bọc riêng một bần tịch, bỏ hốc sạch sọt, tầm cổ hóm, hắn sẵn sẵn, tầm xó, chân trám ở mốt, sko xó, mà xài xốp, ẩm bẩn. Spay cái đào bỏ xoái, rư xó, hắn chia sở sạch sẵn sẵn, mà tế tạm cả cho chật rồi bỏ nẹ. Trong này ai vị thị xác, nông cá thư vĩnh, mình được chía, muối, dốc sạch cô một đạc nông chán. Sát muối, rồi trọc bạch tật cửa chá má, cho ở riêng tràn bình tích, hai trọc bạch sạch cố cho lá, ở ớt chiếm, nâng chân bình tích, bình tọp mốt, trọc bạch tật cửa chá má, nụ chân vĩnh, ở ớt rụt tục mùi ảnh lại, pí, dốc tật cửa chá má đại dương bàn trọc bạch, chân pí sạch nụ, một đám ở phú, rồi đắp rồi hợp chỗ, rồi hợp đặt tích, rồi có tràn, tạm cá cho chật rồi bò nè, tốt ở phú một đoàn tiết. Tiếp đã sko xó, mà xài xốp, nâng ẩm bờ bình tịch bàn hai. Rốt bờ hộp miên chiếc bài sạp hai. Rồi tốt ở trò chạy bình tịch. Bởi, bình tốt một dược chạy liên chìm mùa sạch. Hãy đã cô sẽ lực rầy chỗ, trọc bó châu khỉ ở xốp. Hãy bình lại, tầm cổ hóm,
tầm xó, rồi chọc bò cho khí ở sắp mà đoàn tiệt. 4. Bánh tốt một đặc sệt đáo bò xoái, mặt tế phạc bò cỏ hóm, mặt tế phạc bò khíu, mặt tế xó, nâng xâm đại của cho khí ở sắp cho chiệt, rồi đã xâm đại đầy chỗ. Lúa mơ ở lùm mốm, tám cá cho chết bà sơ cường vấy, bánh thái mà đồ chết bánh tạch tiệt. 5. Phê riếp tờ tù tiến, tớp đã chỉ cục một chỗ, cho báo cho khí ở sắp, rồi chỉ cá sạch. 5. Muối, rồi biết vừa sạch cố, ách phơ bàn trà đặc biệt khó khí. Cô lấy một mớ, rồi biết vừa một hộp. Món spay khmer. Rồi biết thử món spay khmer, đại mình cường xóm đồ chía. Món sải, spay khmer, bình chón, bình ngó, bì chén, sko xó. Chấm nay ai vị thị thử vấn, mình đồ chía. Muối, thử món liền tực ở sát, tốt ở sọ tực, rồi đặt sngáo, sngáo ở chấn. Tại cổng ở phòi sạch món chrôl, rồi sông bè chìa bần tè là mò mọt. Đó chân chân ai ớt, bồ cứ, chất đại sạch sọt, bí, liền spay khmer rụi tục, ở sọ tức, cắt chìa con, xong dốc tờ đạ sọ, nâng tức đàm phù, tục môi xin tù thống, ở ớt chiến, hai xâm lực sóng, dốc chân bị tật phú, tờ đạ liền, nâng tức trò chạy mùi xa tiết, nâng sóng tục ở sọ tức mà đoàn tiệt. 7. Liên lập bài bình chóng, bình ngớ, bì chén, nâng sko xó. Câu ở sắp, xâm nhất tờ chạy lý, trở bó chỉ mùi sạch món xếng, nâng spay khmer xếng. 4. Chạy spay khmer, đại bảo lạ rút, tâm riếp ở sát, nơi lớp chàng xâm phát, rưu bốc rộp vứa, xâm chạy sạch món đại bảo lạ, nơi bị lừ. 5. Rôm chạy nâng plastic, đâm bay rẻ xa nà máy, rút đã việc là xế, nơi không cần lành tờ chạy, nơi tu tật cọ. 5. Dốc một từ tùa tiên chỉ mùi bái, rồi thua chỉ cường khám, phê chút chùm mật phẹ nông cửa xá, bán dàng thay thấu nâng xòm rùm. Công nót xâm qua này một hộp ní, mình chía. Sko sọ đã tại bần tích, chi viết và em chỉ rối. Đã một hộp đại thua rối, khá xế, ở trò chế, xâm nhóc từ tùa tiên. Nô vì nâng thua ở một hộp rồi bỏ lục nét, mình rút chết ngủ chẳng. Vì thế xác không cả thường một hộp tiền bằng màn là khăn lớn ní, xong nụ mọt thay chọc tại trầm ní. Xong ổ côn phục mày bồn bồn, đại tàn đàn sạp, tăng bị đám rồi hộ đòi chọc. Bà mình cần lại nhà khó sống, rồi có khóa khá là bây nữ, xong mê ta khăn tay ở phây tố, đó cổng ca nghi vào rồi bỏ dưỡng khi nhóm phong. Khi nạp bên ní đáy, cổng ca nghi vào rồi bỏ dưỡng khi nhóm, xong ổ côn, nâng sống cổ rụp lìa.